đấy là có. Con gì đây ta? Ê, bìm bịp mà. Sao mày lại lạc ở đây? Mẹ mày đâu rồi? Nhỏ có bị thương ở đâu không? Ô, bụng này bị đau hay sao ấy? Lạc đàn chứ. Thương quá, thương.
kiếm đồ ăn cho nhé. Đây nha, đi kiếm đồ ăn cho nha. Đấy, đói phải không? Đây, 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 cần một con nữa. Đây làm bạn với tôi nha.
Giống nhau à hay là
Tí ăn sau xem nào. Ở trong là loài của anh của ấy. Con ấy thì mày lẽ. Con này là mới thì lấy mình nhé. Chiều có không? Chiều không có rồi. Yeah.
không? Thơm.
ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.
Hơn 2 tuổi rồi. Cái này chưa nha. Cái này 5 tuổi rồi. Chưa nhá. Tôi bóc cho nhá. Ừ, bóc cho. Dành cái này á. Dành mai uống nhé. Cái này á. Ừ. Cái nào cũng bảo dành hết. Kìa kìa. Đây là mẹ. Ừ, đây mẹ làm cho. Mẹ. Hỏi nó học, hỏi nó học. Con vào học lớp 1 chứ không? Con học lớp 4. Ôi chưa vào. Nhanh nhỉ, đây cũng nóng mà. Thôi con ở đây ăn kẹo nhá. Ừ. Mẹ con sang bên kia uống nước. Hai cái này uống nước đi. Biết rồi. Có ăn kẹo này. Kẹo này ngon, kẹo này ngon. Chưa ăn đâu nhá. Ăn cái này trước nhá. Mất đi. Đây, đi ăn thì mau ăn này. Nha, đây, không cho ăn chí nhá. Mẹ ăn đâu. Nha. Mà lấy thì bóc cho. Mình mau ăn ngon. Mình mau ăn. Ông mau ăn. Ờ, mau ăn hết. Mau ăn hết. Mau ăn hết. Mình ăn hết. Chị đi đường chồng này chắc mệt lắm phải không? Mệt lắm. Đen hết luôn. Đây cho cơm như này. Đây, phụ mình ăn nhé. Tí mình thịt trong gà. Lại gà nhé. Thì bạn lên chơi có gì ăn đâu. Cần gì cho ăn gà. Con cái hay con đực? Con đực ấy. Cứ tưởng là một con cái con đực chứ thì hai con đực. Nhanh như ông cụ ấy. Ăn nhiều lắm luôn. Cho luôn. Nó ăn cả ăn gạo á. Mà chỉ có gạo này. Ăn lá chuối là nhiều. Yeah. Ăn quả chuối. Có. Cái gì cũng ăn. Mình ăn cái gì nó ăn cái đấy mà. Nó có ăn cơm. Có. Thịt thì cá. Nó vẫn ăn mà. Với lại nó còn ăn. Ôi trời, chả thấy có cái gì nó không ăn. Kia. Xong rồi chưa con thỏ. Ừ. Anh đi là đáng yêu ơi. Muốn bế nó thật đấy. Bạn đi thử một mình. Ừ. Mình đi bắt con gà đó. Bắt gà. Chín chưa nhỉ? Chắc là chín rồi đấy.
ngồi đây. Bạn mang cái này nhé. Rượu mình tự nấu ấy. Rượu mua. Ừ, không, rượu gạo. Ăn cơm đi. Gạo nào uống nhẹ nhẹ. Ăn cơm đi. Con ăn cơm đi. Còn ăn rau đây con chị. Còn ăn rau. Cái đi.
Bình mới ra chợ bán ấy. Nào, mình lại mời bạn một chén thôi đi, đúng một lưng thôi. Được rồi, được rồi. Bảo là hết phép rồi, rót một tít. Được rồi, đúng nè. Nào, uống đi. Rượu nóng mà rượu gạo có sao đâu. Uống đi. Mai mình uống rượu, mai mình ngủ một ngày. Ngày kia mình đi. Được đấy. Tập ra ăn đi bạn, sẽ ra ăn tới sinh viên thôi.
túi cho Ngân ơi. Sắp đầy rồi. Tớ cũng sắp đầy. Chị đổ vào bao phải không? Đổ vào bao. Đợi mình lấy bao nhá. Trẻ đẹp lắm Ngân ạ. Đang hái đây. Ơ tự bị sao gióm sao nhớ nhớ. Biết được. Đi chỗ nào? Không có nhớ nhớ. Mấy túi mới đầy vào đấy. Sao đầy bao rồi? Cần gì bao một túi? Mày không chặt đấy. Ui, chúng mỗi người một túi nữa. Hai tay luôn. Bà chờ cái này nhá. Mình chờ cái này. Về có thu gom nhiều lắm, ngứa lắm, phải bị sâu gom rồi. Sao mà chịu rồi? Chịu đâu? Có chịu thế này này? Bán không bán thứ gì cả? Tính khác nhá. Cũng lại hái ít nữa cho mình. Ngứa lắm à? Ngứa lắm luôn đấy. Quá. Tớ đi thay áo nhá. Ừ, đi thay đi. Không có áo mà thay. Lúc nãy mang cái áo trong nắng rồi. Đi thay áo. Đi đâu? Trời ơi, đốt tí nào chưa? Đốt tí chưa? Người luôn. Chết chết à? Cố gắng hái trời sắp mưa rồi á. Đi về nhá. Mưa lắm, tôi chỉ mỏi luôn. Lâu lâu bị mỏi. Bị phát nhớ đời luôn. Mùa đông nó không ra đâu đúng không? Thế này bán bao tiền một cân luôn? Được cất 10.000 thôi. 10.000 thôi à? Ừ. Cũng rẻ nhỉ? Ừ. Cũng bình thường. Cũng bình thường à? Bao ở đấy hả Ngân ơi? Bao ở đây. Ngân ơi. Đây rồi à? Được một túi rồi. Căng cái bàn đi. Ừ. Mình nữa là sắp đầy rồi. Cái túi đẹp thật. Túi dân tộc mình nhé. Thêm tí nữa nhỉ. Đi.
không bị sao gióm giờ này chẳng về rồi. Hết chưa? Thôi đi về đi. Về hả? Ừ. Đi về thôi. Thấy lúc này đi về nhá. Hết rồi, về đi. Đấy, được ba đổ vào của mình nữa là nhiều do ui tay mình còn lên hạt chưa, còn ngứa lắm à, ngứa lắm. Hôm nay chúng ta đi ra kia kia còn một ba mình. Buông luôn đi. Cần buông cái này. Cầm cái này ra đi. Cái bàn. Cái đấy thì. Đi. Nha. Úi trời. Bạn mang bao này nhá. Mang bao này. Bao này còn to hơn. Bao này đẹp. Vác không dễ đâu. Làm như này. Cái dây này ui à? Ok luôn. Có biết làm không đấy? Đó, đặt lên đây. Như thế này. Ta buộc vào đúng không? Xong rồi á? Xong. Gùi như thế này hả? Bao lần luôn à? Ăn 2 bao luôn. 30 cân.
cân anh này. Đây 20 15 là 35 12 47.000 đấy, thêm gói nữa là 50.000 tròn. Còn đi tu mất thêm kem thôi nhỉ. Con tiếp nữa.
Ôi trời ơi, đây, một cho một tờ này. Cảm ơn Kim nhá. Đấy. Mấy mẹ con ở lại mẹ khỏe nhá. Trời ơi, bạn thì lại đi rồi. Bạn đi lại buồn đấy. Thôi mẹ, ở đây lâu ngày lắm rồi. Ừ, ừ. Cảm ơn mẹ Tùng nhá mẹ. Để bạn. Bye bye nhá. Thương mẹ cá, thương mẹ một cái. Ừ. Bye bye nhá. Thôi, hai mẹ con ở lại, mấy mẹ con ở lại nhá. Đi cẩn thận nhá. Ờ. Ôi giày tới đâu ấy? Không biết đâu để tôi xem nào. Cầm cầm một chặt đấy nha. Nha. Nó mát ra đây. Thôi tớ về nha. Bye bye. Có nữa, sợ tôi trời mưa lắm. Bye bye nào. Bye bye. Bye đi. Bye bye con nha. Bye bye Bảo nhé. Bye bye.
ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Bé ơi này, đây. Giấu. Này. Lấy lên. Lấy. Đây. Đây còn này, đây còn, đây còn, đây còn. Con này. Con gấp đi nhá.
hoa nhỉ. Đi nhé. Đây 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 đây. Chạy đi đâu? À. Này. Đây đi thả nhé. Đi vào đây tí là mổ mới chết chứ. Thank you.
ra thì chở lại. Giải quá giải, lá cầm ở đây đi. Ta đặt xuống rồi, ta ôm hậu hạ, lấy khô lại đó. Hà ăn lên bảy sòng bảy. Thôi bây giờ, lẹ đó. Được chưa? Lẹ đó. Cái này của cô à? Dưới kia mà. Có gì lại tăng kia. Được chưa? Này, cô nhanh, tên này mắt chết. Cô lấy rồi. Lấy rồi. Mẹ ăn béo á, màu bi đai. Mẹ ăn á. Cái này phải mua cái phơ lá cám rồi, kiếm nó dòi xuống thôi. Tài mình nhiều hạt rồi. Sao con nhói?
đâu rồi? Lần sau về chợ này gặp em thấy là lại ấy, là thịt nó ngon đấy.
mấy đâu nè. Đi đi đi. Đi rồi à? Tí nhé, đi qua nhà chị. Vâng. Con này à? Con 6. Chú lấy luôn con này. Này này đúng không? Ôi giời nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn này bắt cá hấu nung cái này á, mới ra đây. Mưa chờ Phú Yên lên làm chó em có biết tên của chị đó. Vâng.